cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. John đánh giá như thế nào về sắc đẹp của Phạm Hương? Thì John thấy Phạm Hương thì đẹp, xinh đẹp và sáng. John ơi, cho thêm tí cảm xúc thiệt vô đi John. Tôi nói nhìn Phạm Hương hôm nay tôi ví giống như là quả cầu pha lê đang chứa đựng ba người. Đấy, thì nó phải là một hình ảnh gì đó. Thì John sẽ cho Phạm Hương là hình ảnh gì? Cái gì mà gợi ý dữ gì trời. Nói vậy đó mà còn chưa hiểu đó, thấy chưa? Không hiểu nhưng mà... Suy nghĩ nè, anh Đàm cho câu trả lời trước đi. Theo anh thì anh được ví Phạm Hương như một cái gì đó thì anh sẽ ví là gì ạ? Với tôi thì từ xưa đến giờ là Phạm Hương là nhất. Đấy. Còn ngay lúc này và ngay đêm nay giống như một nữ thần Latin. Là một nữ thần. Edison là gì? Nam thần. Gì đâu, bên nữ thần, bên nam thần. Rồi John thấy Phạm Hương giống gì? Venus. À, nữ thần vệ nữ Venus. Mời Phạm Hương ra sân khấu. Chắc chết. Sao đẹp dữ vậy cưng? Em nghe ở đâu có từ muốn xỉu. Muốn xỉu rồi, nãy giờ đứng kế em muốn xỉu rồi nè. Bây giờ em có thể di chuyển vài bước Latin cho mọi người xem được không? Music. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi sẽ hứa hẹn một ngày nào đó sẽ có một bài nhảy với Trấn Thành với Phạm Hương. Vâng. Dĩ nhiên là phải tập vật đàng hoàng. Chứ còn bây giờ tôi nhục lắm. Tại vì cô ấy cao quá. Bây giờ em muốn hỏi là sao anh mặc bộ này giống con ông vàng đó? Có phải anh là fan hâm mộ từ lâu của em rồi không? Em biết tại sao anh là con ông vàng không? Là tại vì ong vàng nó thường đi hút mật từ hoa. Em như một ong hoa thì em phải hút em thôi. Em là ông chúa. Anh nói cho em nghe, ngày hôm nay em quá đẹp. Thưa quý vị, chắc chắn là một ngày nào đó Phạm Hương sẽ quay trở lại bước nhảy ngàn cân để biểu diễn một bài nhảy, các bạn đồng ý không ạ? Chắc chắn là phải thế. Với một cái hình tượng này thì tôi thấy Phạm Hương giống như một cô búp bê. Một cô búp bê xinh đẹp. Và thưa quý vị, sẽ có một con búp bê nữa xuất hiện. Dĩ nhiên không phải là Annabelle, mà là con búp bê Barbie Girl, Thùy Trang, thưa quý vị. Thử thách tuần này gây cho Trang nhiều thương tích nhất. Bị vỏ sò cắt trúng, nước biển vô thì cực kỳ rát, cho nên là dễ làm nản lòng lắm. Cho dù các anh chị đã cố gắng băng bó lại rồi lấy gạo bịch ni lông nó bọc lại, nhưng mà nước biển vẫn vô và càng ngày càng thấm, cho nó muốn bỏ cuộc ngay luôn. Tại vì nghĩ là trời ơi, đau quá rồi, rát bút chịu không nổi. Nhưng mà các bạn cứ cố gắng, cố lên. Thế là cuối cùng Trang cũng hoàn thành được thử thách của mình. Trang nhận thấy mình thể lực còn rất là yếu, mình làm chưa có hết sức mình. Hy vọng là những thử thách tới thì sẽ làm tốt hơn. Thật là may mắn trong tuần vừa qua Trang đã là thí sinh được điểm tối đa từ ban giám khảo. Nhưng Trang lại là thí sinh thi cuối cùng vì có chỉ số giảm cân thấp nhất. Cho nên trong tuần này Trang còn phải cố gắng và nỗ lực hết mình để giảm cân thật tốt, không phải là thí sinh thi cuối cùng. Hi Barbie. Hi Ken. You wanna go for a ride? Sure Ken. Jump in. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. Party.
là dễ thương. Thùy Trang và Mạnh Quyền thưa quý vị. Em vui lắm hay sao? Thấy em lạnh như là em có cái năng lượng gì trong con người em thì phải. Sao mấy bữa nay giảm cân thấy có mệt lắm không? Dạ cũng mệt. Mà phải cố gắng hết mình. Cái giảm cân cái phần nào là em thấy mà khó nuốt nhất? Cái phần khó nuốt nhất của em là tập nhảy với thầy. Hèn gì em thấy thầy nhảy với em thời gian thầy xuống cân nhanh hơn em. Thưa quý vị mà cảm thấy được ban giám khảo lựa chọn là tiết mục ấn tượng nhất trong tuần, chúng ta soạn tin nhắn bên khoảng cách 05 gửi về 8369 quý vị nhé. Xin mời John. Samba phải không? Thì trong samba thì mình phải có cái cảm giác lắc 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 lắc. Mấy cái bước chân rất là chất, mấy cái cảm giác body waves, mấy cái cảm giác sống như vậy. Cái bùng nổ, cái máu lửa, cái năng lượng, em có tất cả mọi thứ đó. Chúc mừng em. Về kỹ thuật thì không bằng cái bài vừa rồi của Sơn. Nhưng cái sự giải trí, cái cách em tháo tóc ra nhiều điểm nhấn rất là hay. Và cái sự bùng nổ và giải trí thì nó tuyệt vời. Xin cảm ơn nhà chuyên môn nhân hậu Johnny Trần. Xin mời anh Đam. Em để cái máy xuống rất là hợp nha Trang nha. Hợp lắm luôn, làm cho em đẹp lên rất là nhiều. Đây là một bài thi đầy sức sống, nó năng động và cái tính giải trí nó cao đến mức mà người ta không thể nào rời mắt khỏi nó được. Anh thích cái khuôn mặt biểu cảm của Trang. Trong cái bài hát có cái phần nói, phần thoại đó. Dạ. Rồi em nói theo, lip sync theo rất là chính xác và nó duyên dáng. Chịu. Không phải chịu mà chim ưng. À, không chịu mà ưng. Còn cảm ơn thì thế nào? Chúc mừng chị đã hoàn thành phần thi của mình. Một cô búp bê baby rất là xinh đẹp và dễ thương. Phạm Hương biết cái việc áp lực giảm cân rất là mệt. Nhưng Phạm Hương nghĩ rằng đối với chị hay với tất cả các bạn thí sinh có mặt trong chương trình, thì khi chúng ta muốn bỏ cuộc thì chắc chắn chúng ta phải nghĩ tới lý do rằng tại sao chúng ta có mặt ở đây và lý do chúng ta bắt đầu là như thế nào. Thì khi mà chị bước ra trên sân khấu, chiếc váy của chị rất là đẹp, cùng với bạn diễn đã hỗ trợ cho chị có một phần thi rất là tuyệt vời. Chúc mừng chị. Bây giờ cuối cùng là khen hay chê? Chắc chắn. Này là... Khen. Làm hồi hộp quá thiệt tình á. Chúng ta phải xem điểm số. Thôi, xin mời Phạm Hương. 9 điểm. Và em cho. Em là Barbie girl. 9 điểm luôn. Wow. Xin mời nhà toán học Đạp Vĩnh Hưng. Khó thiệt á ta ơi. Nói mà điểm số của anh là nè. Vâng, và 10 điểm thưa quý vị. Vâng. Điểm trung bình của bạn từ giám khảo là 9,3. Mời bạn dịch về cân. Cân nặng ban đầu là 88,1 kg và cân nặng mới là 85,5 kg, xuống được 2,6 kg, tương đương với 3%. Tổng điểm 12,3 thưa quý vị. Hôm nay là một sự phấn đấu không ngừng của Thùy Trang. Hãy cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài.